buồn chắc tí lòng tìm ngay lối đi bì cờ hoa to trái bù lê nóc lên ngay bè ta ma tôi cuốn tí nâng nà nào trái nhung kra cơ trái nước xem thì mi kính thưa quý tôi tớ con cái Chúa, kính thưa tăng quyến và toàn thể quý vị sang thay, chúng ta nhóm nhau tại đây để tiễn biệt người quá cố ông Y Thọ Yun
thường gọi là Ellen, sinh năm 1920, tuổi thọ 104 tuổi. Về nơi an nghỉ cuối cùng, với tất cả lòng tin cậy nơi Chúa Giêsu, chúng ta biết chắc rằng những người tin thờ Chúa khi qua đời là họ đi về nước đời đời của mình trong nước Chúa. Trước khi chương trình lễ ca gồm có như sau: Thánh ca 243 CD, 336 tiếng phổ thông. Để Chúa hiện diện hướng dẫn chương trình và quan phòng trong lễ sáng hôm nay, mời ông thầy mang nhạc ca cầu nguyện hai lễ. Thánh ca 255 đi đi ban hát hội thánh tại tôn vinh Chúa. Năm sơ lược tiền sử người quá cố đại diện tăng quyến. Thì phần giảng luận lên chủ đề phước thay cho người chết trong Chúa. Vừa vào Kinh Thánh Thái Huyền đoạn 13 từ câu 12 đến 13, mục sư Ibon để ban pháp thầy Chúa cũng là thư ký ban đại diện tỉnh Đắk Lắk quán nghiệp với hội Gia Hiu làm chủ lễ. Thánh ca 300 thánh ca 248 gia đình tăng quyến tôn vinh Chúa. Phân ưu các đại diện lời cảm tạ đại diện tăng quyến và thông báo cầu nguyện chung hát hallelujah chúc phước sư đại quan chương trình buổi sáng hôm nay. Bước vào chương trình lễ, chúng ta cùng tôn vinh Chúa 243 đi. Đề tài tờ đắc ai đi hiệu nâng câu mô tòa túc bạc quyết lâu để muốn làm xa làm tòa được cố định nên được muốn làm tòa được cố định. Thank you.
Khoyang idea mana yang macam mayor ralat dalam khoyang isteri. Ijin idea ko mau jis lainnya. Iya ko idea tau ke jisang tau yang ke jisang ya. Iya nang bay hui ku dengan mai ma pra ko idea. Mau ini ko hanai ngecak perlu di buru tak cok ke mai o dia. Dan itu kisang. Kira ya wadah jang bijuh ko sang mau kelai buat ni di ko hanai o idea. Mau ini tuk ngecak mai sang nao di ko hanai. Kau ko saru di login ke po serang gaja o ada break new play blue on play news on play nam semua ko idea di jam play o idea mai kumpu e o idea en po ruba ke po tu ding la pul mut aju semua jam mau kong ati o dia mui hong ji idea dia play di ni dan e semua ko kaya dan an e po sang to bit ma kai kwa pom to serang tom ta dan di ju ko sa ti ko nai hong ya mat jak en po break new play blue o idea năng oan sẽ mất của ai đi của ông trời đi kèm tôm sẽ mất của ai đi chỉ chàng rất lay oan đi trái mai cũng phúc ít năm thời chắc ít của ai đi và đã so tan chặt vào bún lu đã lùn lên nên trong là nay trong việc bắt của ai đi là cung cầu hơn là như suy buồn na sẽ đi phố xa đang gạt chi cho đàn của ai đi rồi hằng giang mà chắc đi phố xa út học sắp được nam ở đây từ một chút một mai cũng phúc nó có cùng mong rồi đó sẽ mất của ai đi một cha chứ mong cũng phúc nay hằng là ai đi mà ai đi nào Tadi yang macam mayo balas dalam yum kayang Yesus Kristus. Sen kau jang dah terbuka. Sen kena dah mud. Yum yum ro dua tuh ma luna dan dah beken terang. Thank you.
Và đây sau xin mời đại diện Tam Tuyến sơ lược lưu sử người qua cô. Lohin Company là chapter ID. Sơn rắc lại dân lý cơ giang ruột này. Sơn may dinh phụng muôn. Lên phụng mặt chỗ nhu. Lên tỏ nạc cơ giang. Sơn Lohin Company là chapter ID. Là chắc cơ khoa phụng tô thư ký ban đề diệt. Hội thánh tin lành tỉnh Đắk Lắk Kỳ Trúc. Việt Hồng Gọ Sang Kỳ Trúc thì có này. Là chắc cơ phụng sang ID trời từ nay. Lên là chắc cơ phụng sang ID yoga thì tùy trúc biết không gọi sang mai vì chúc lại một ninh nên chính có bút sạc lại yuông thì tùy thích cuông vì trúc biết không gọi sang mai sân tên này có chính muôn cơ e hóa này lẫn nên chẳng dạy lý cơ lại tiếp cơ núc nhu tiếp tà lò sân nên nhu núc mị ba mà ba rằng Việt Nam cái nhu dính y thọ ayun sân y thọ ayun thôn cái kiêng thôn sư bò tòa bàn tú tòa áp lô sân nó cái kiêng tui si ra tòa căn cước nó lại tìm buôn bàn xa e dông cổng bách tỉnh Đắk Lắk sân mị ba mà ba cái tình nhu màu chút châu màu chút châu ba châu cây lẽ đăn lo chốm đi sân yàng đuôn nó lại như chính nạc khoa như chính nạc khoa tích ra sàng sân như tích học mỹ học mà tầng mật thuần tàu xa trúc là như trúc là tòa plum mà thuần sân trúc là thuần núc thuần vô tòa bàn túc và plum mà sân như tộc mộ lên ăn mộ mà sân lọ biến năng cần nụ chính mà chú sân ta lo lại năn nhu ít thọ lẫn năn lọ biết năn nhu lẽ nhu mò mộ nạc năn chính mò mà chú sân nhu lo mò nạc chính trúc cập lúc tòa chô sân lẽ ma chô cây lẫn chú chôm ni sân nhu tùy rồng bà sân thi chàng nạc nhu rồng bà ni lẽ mò ung phùng cây lẽ mò mộ lẽ năn kia nân lọ biển nân cái nhu chính ai lên ta lọ nân lên ma lên mò ai sân răng lọ biển nân cái nhu chính ai lên sân bìm ni là chắc cơ ai đi nhu lọ mò phùng châu mà phùng châu nhu lệ trúc cơ bạc lúc nằm châu sân lấy nhu mò nạc nạc lúc tùa lên mò châu trúc cơ bạc lúc nằm châu tôi xin mày lên lên nân ạ trúc cơ phùng chế sân là chắc ai đi phùng chế như lại mò bạc lúc sạch sạch châu mà phùng chế sân lên phùng chế lọ mò mà phùng nạc lên phùng đề được hàng lạch là mò phùng rễ châu chế rễ sân mò năm châu sân trúc cả rễ sân lên mình đi là chắc ai đi sân nhu thủy ạc tục tiếp sân kỳ hòa giả hóa này nhu mò tân măng nhu trúc cả phùng mây ở này mò sâu lò châu tân mò mũ than tân mò nhu năng sân trúc cơ sút lò châu gặp sang cơ gia đình này sân yêu hoa này như mọc lại chim cơ nhu mọc lại thâu sự dây nút phun tô chứ thâu cơ dùng luôn cơ mấy lẽ nên ạch mò mà lại một căn đã đà như thâu tè vắng gã thâu nhằm bung tân chim cơ lại tiếp yang hoa mai này sân lời chắc ai đi bray cơ nhu sân nhu tiếp gần tuôn hồng lại rõ gõ sang mai ạt làm băng tị yang sang ai đào ta lo tới sang ai đào huyết lên nào sang ai đào thiên hành mà ạt tùm nào lên ăn bệnh viện vung mà ạt tùm nào đào xì yang hoa này bạc lầy rồi lên ăn nhung thuần khoa lên ăn thuần đồ bò đồ tu lu năm nân sân nhu mạ tu lầy đạo sân ăn làm rồi nè sân chỉ tu ủng mộ thì nhu thì mạ tu lầy đạo lần đạo cái đi sân nhu căn cây rọ đoam nhưng mà tôi trúc lại bên gốc biết không cả sang ai đi ô sân nhu ắt mò cọ sang lại nhu ắt mò lại cái năng cái gì và ai đi sân mày ắt hứng đắc cả sang ai đi sân và lại cái nhu
sân quay tiếp nhu ắt tuom hong quay ruo tuom lệ nam tuân khoa phung tó na phung châu ắt nam ba phi sang e rao cái riêng công ba lệ nam bệnh viện thiên hạnh bệnh viện vùng sân nam trúc thôn gỡ nào thì đề được khẳng lệch thôn gỡ nào thì khoa là nào thì mặt hạt hàng nhiều nào thì yếu sân quay ruo lệ nam quay tuân khoa trúc cái nhu sân nam gặp qua rồi chú sân mai ắt hơn đó ông cái cách sang ai đi sân phung sang ai đi ắt tới đủ hoa lạch nên sẽ mất của quốc gia lại yếm phung sang ai đi ắt tùy thì cho chơi nên bị đi ai như trai như trực tiếp nên như một lại cái nào xích cỡ ai đi sân nên chiên mai bút lại ruột chắc ai đi ru nhu lên được cái thằng nhu bị đắc lại ruột nên sân một phơi cái nhu thuốc đâu có nhu lên hầm đuôn sân trúc làm cái năm chú rồi tòa plus pan là năm thôn tòa bỏ tòa plus ba sân nên nhu tuyệt và chẳng là nhu gì nhu vì trước cực lại tiếp nhu nước này cứ nên muốn nên nhu biết là họ phụng na lấy nên hong phụng châu yong mai tây hong phụng gặp vui lấy nên hong phụng sang ai đi sân nhu biết là sân ở phụng mỹ phụng ma sân yang tuần này tập nhu blu mò chắc mò đã mò xem ông cái tum rồi lại tiếp nhu tiếp luôn sân cầu cái chiếc chàng gặp dồi trai sân pháp trai cái nhu là anh chàng cái nhu từ nào cái lập là ai đi mò phải đập nang nên còn như là chắc cái ai đi chàng giờ đi cái lạc chân cái lại tiếp yang hòa này sân đăng mở thôn cái kiêng thôn sụp bò tụp bàn tu tụp lúc nè lúc cái thôn tụp bò tụp lúc bạn này sân nhôm mở tu bạn thôn ai đi bảy cái nhu mở lại tiếp sân là chắc ai đi cũng đi chích lại cái thôn tụp nè xin chào hết sân đã mở bước lại là lại nhận đi cái thôn này đi giang này để bước đi tiếp dọc nên nhà mò chui chết rêu rêu anh ấy chỉ nhuộm nên bơi nhuộm hết nhiều mò khay ăn su bị cô bị phạt bao nhiêu sân tân này là hết mò lại bị giúp mà mò làm căn ốp sân chạy bốn mò lại cái nai nên là mò lại đi lúc sân cầu làm tân này trên đọc lời Chúa chép trong Khải Huyền đoạn 4 từ câu 12 đến 13. Chúng ta đồng đứng. Câu Kinh Thánh được chép trong Khải Huyền đoạn 14 từ câu 12 đến 13. Đây tỏ ra sự nhìn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy biết lấy, trừ đầy phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Ở đây, trân trọng kính mời Hồng Sư Thái Bân. Xin chúng ta hãy bí với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha yêu quý của chúng con. Cha ơi, buổi sáng hôm nay chúng con từ khắp nơi tề tựu về đây để hiệp với gia đình, để cùng chia sẻ, an ủi. Nhưng chúng con biết rằng trên cả tất cả những gì mà chúng con có thể an ủi, chúng con có lời Chúa và lời hằng sống. Chính lời đó sẽ an ủi tăng quyến của nơi tất cả chúng con trong thế giới này. Xin Chúa ở cùng gọi anh ơn cho chính mình con để giải bày lời của Chúa, hầu cho qua lời của Ngài gia đình tam quyến cũng như chính mỗi một chúng con được khích lệ, được nâng đỡ và được an ủi từ chính nơi Ngài.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa, giao thời giờ này trong cái tay quyền năng của Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh chúng ta đồng ngồi. Elohim bim đi là chắc cái idea là nên lúc cuộc chỉ chẳng cùng tìm vào idea khoa bom to là nên chỉ chẳng cùng sang idea gặp việc nó lúc cuộc không ngực có e ra có buồn không trang tay buồn buồn sang là nên lúc cuộc chỉ chẳng tập vui nơi vui buồn dục lộ ngọ buồn đạt đẹp tươi chị chàng rê là từ rê thì cọ sang mai từ nay chẳng còn tạm pha để trời muộn nên này trời bim này là chắc cái ai đi tôm rồi để cao để cân lên em xem lại này em ai này từ xa để qua này để chẳng ra đã tập ba vô điểm xa để nằm ra rồi lầm lạc. Một lần nữa xin thay lời cho mục sư trưởng ban, xin trân trọng gửi lời chào đến quý đại tớ Chúa, quý tăng quyến cũng như là quý hội thánh và toàn thể quý tăng khách có mặt sáng hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã đẹp lòng Chúa, Ngài đã đem cụ về với Chúa trong sự bình an, hưởng thọ được 104 tuổi. Và buổi sáng hôm nay, Hội Thánh hiệp với gia đình để tổ chức chương trình di quan cho cụ. Chúng ta vừa nghe cái tiểu sử về cuộc đời của cụ. Cảm ơn Chúa Ngài đã ban cho cụ sống ở trên đất này trải qua 104 năm. Và tôi không có nghe đầy đủ lắm, nhưng mà ít nhất cụ để lại cả con cháu, cả cháu chắc là trên 100 người, 87 người là cháu và chắc, rồi sau đó là con cháu. Những cái điều quan trọng hơn nữa đó là cụ đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Và chính là cái gia sản thuộc linh mà cụ để lại cho con cháu của mình. Và buổi sáng hôm nay chắc chắn khi chúng ta đứng ở trong hoàn cảnh là chia ly hay là tạm chia ly người thân của chúng ta, là cha, là ông, là anh, là người thân yêu của mình, chắc chắn sẽ không thiếu những sự tiếc thương, sự đau buồn ở trong thuộc thể này. Nhưng trong thuộc linh, nhưng phương diện về đức tin, chúng ta có hy vọng. Bởi vì cụ đã tin nhận Chúa, cho nên cụ đã thuộc về Chúa. Và chúng ta đã thấy ở trong tâm phong ở bên trong, cũng như chúng ta vừa được nghe người hướng dẫn đã đọc lời của Chúa cho chúng ta trong Kinh Thánh, ở trong Khải Huyền đoạn 14, từ câu 12 đến câu 14, để chúng ta biết được rằng Chúa phán đối với những người thuộc về Chúa sẽ như thế nào sau khi chết. Đó chính là lời khích lệ, sự an ủi lớn cho mỗi một chúng ta. Sáng hôm nay, bởi vì tôi có nghe từ gia đình có chia sẻ là có rất là nhiều anh em không chỉ ở Buôn Pan, không chỉ tại Đắk Lắk mà từ các nơi xa nữa. Cho nên tôi mạnh phép sẽ dùng lời của Chúa bằng tiếng phổ thông ha, để chia sẻ cho tăng quyến cũng như quý ông bà anh chị em. Chúng ta sẽ trở lại với lời của Chúa để từ đó sẽ tìm được
sự khích lệ, an ủi cho tang quyến cũng như mỗi một chúng ta. Hồi nãy chúng ta được nghe người hướng dẫn đã đọc qua lời của Chúa ở trong Khải Huyền đoạn 14. Khải Huyền đoạn 14 từ câu 12 đến câu 13. Tôi xin được đọc lại ở đây tại vì hai câu rất là ngắn ngủi cho nên có thể đọc lại. Lời Chúa chép: đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: hãy viết lấy từ rày phước thay cho những người chết là chết ở trong Chúa. Đức Thánh Linh phán: phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh đề cập rất là nhiều phước hạnh. Phước cho những người được tha thứ, phước cho những người nào ở trong Chúa. Nhưng một cái điều quý giá hơn, mặc dầu chúng ta biết rằng nhiều người khi nói đến, đề cập đến sự chết chóc thì người ta thường nghĩ đến cái sự đau buồn. Nhưng Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rất là rõ ràng: phước hạnh cho người chết ở trong Chúa. Người tin Chúa chết là được phước. Vậy thì tại sao người tin Chúa là được phước? Đó chính là vài điều mà tôi muốn chia sẻ trong cái thời giờ quan trọng này. Có ba điều từ lời của Chúa, từ lời của Chúa ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 12, 13 cho chúng ta biết. Phước hạnh hay là phước thay cho một người tin nhận Chúa. Thứ nhất, ở trong câu 12, ở trong câu 12 cho chúng ta thấy rõ: đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Một người chết ở trong Chúa sở dĩ được phước, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta ấy là những người như thế nào? Đầu tiên, đó là những người đã giữ, đã giữ điều răn, tức là đã giữ lời của Đức Chúa Trời, đã gìn giữ lời Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, đó là người đã có đức tin, người đã giữ đức tin sống nơi Chúa Giêsu. Một người được gọi là phước khi qua đời, hay là phước thay cho người chết ở trong Chúa, bởi vì người đó giữ đức tin sống nơi Chúa Giêsu. Người đó giữ đức tin sống nơi Chúa Giêsu. Giữ đức tin sống bằng cách, thứ nhất, trong câu 12 bày tỏ cho chúng ta rõ, đó là giữ lời của Chúa. Giữ lời của Chúa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì cụ ông ở đây đã tin nhận Chúa, và chắc chắn trong quá trình bước theo Chúa, ông đã giữ lời của Chúa. Và không chỉ giữ lời của Chúa, nhưng ở đây chia sẻ cho chúng ta, bày tỏ cho chúng ta trong câu 12, giữ đức tin nơi Chúa Giêsu. Chúng ta xem mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, trong những ngày qua, lời Chúa đối với đời sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta đã xưng nhận và khẳng định rằng chúng ta tin Chúa, nhưng đức tin đến bởi sao? Bởi người ta nghe. Trong Roma có nói rõ, đức tin đến bởi người ta nghe. Nghe cái gì? Nghe lời của Chúa. Nhưng mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta đang tập trung, chúng ta đang nghe điều gì?
Bởi vì chính những gì chúng ta nghe chính là cái tiêu chuẩn, chính là cái thước, chính là cái điều có thể điều khiển cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta nói rằng là chúng ta có đức tin sống nơi Chúa, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải suy gẫm, chúng ta có mối tương giao với Chúa mỗi ngày thì mới gọi là đức tin sống. Còn đức tin chỉ xưng bằng miệng, nhưng mà rồi thì thôi. Ngày Chủ nhật thì đến nhà thờ, nhưng mà từ thứ hai đến Chủ nhật tới nữa thì mỗi ngày vẫn sống như những người khác đang sống. Lời ăn, tiếng nói, cách sống của chúng ta không khác gì những người chưa biết Chúa. Thì như thế nào? Đức tin không có việc làm là đang đức tin gì đây? Đừng tưởng lấy đạo đấy. Tôi sợ cái lấy đạo này dọn lấy đạo tiếp hội. Đó là đức tin, đó là không phải bám chặt hay là lấy cơ sở làm lời của Chúa, mà là đức tin chết. Như vậy, để chết được gọi là được phước thì thứ nhất phải có đức tin sống nơi Chúa. Và đức tin sống nơi Chúa, cái yếu tố đầu tiên đó là phải có lời của Chúa mỗi ngày. Như chúng ta cần thức ăn, thức uống thì chúng ta cần lời của Chúa. Bởi vì lời Kinh Thánh chép rằng người ta sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mỗi lời ra hay là mỗi lời phán từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta sống là bởi lời của Chúa. Cái thứ hai, khi nói đến cái yếu tố thứ hai đó là giữ đức tin nơi Chúa Giêsu. Trong thời kỳ cuối cùng này, rất là nhiều cái quan điểm khác nhau, rất là nhiều giáo thuyết khác nhau. Rất là nhiều cái quan điểm sai lạc khác nhau. Dễ lắm, chúng ta nghe rất là hay. Chúng ta nếu không sao thì tưởng rằng tất cả đều là đúng, là phải. Có rất là nhiều con đường rất là rộng rãi, nhưng mà cuối cùng dẫn đến, Kinh Thánh nói là dẫn đến ở đâu? Dẫn đến sự chết. Rất là dễ dàng, cái gì cũng được hết. Lenin, tàu tôi tình, xin ạ. Không đến được với Đức Chúa Trời, nhưng mà làm sao? Đến cái nơi khác. Bởi vì nếu chúng ta không có giữ đức tin nơi Chúa, không trung thành với Chúa, thì chính Chúa Giêsu khẳng định như thế nào? Ngài là đường đi, chân lý và như thế nào? Là sự sống. Ngoài Ngài thì chúng ta không có thể đến với Đức Chúa Trời được. Thì ngã như một mọi lần cano, không có con đường nào khác, chỉ qua Ngài mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên để chúng ta chết ở trong Chúa hay là nhận được phước hạnh khi chúng ta qua đời thì chúng ta phải có đức tin sống nơi Chúa Giêsu, tức là chúng ta phải trung thành với Chúa, dầu hoàn cảnh như thế nào, dầu cuộc đời ra làm sao, nhưng đừng để tất cả những điều đó chi phối hay làm cho chúng ta không thể trung thành đối với Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban ơn ở cùng với em ai này trong những ngày qua. Dầu có trong cuộc đời không thiếu những cái thách thức, những khó khăn, nhưng cụ đã trung tín. Đầu tiên là giữ được cái gì? Giữ được cái đức tin sống, đó là giữ được lời của Chúa và giữ được đức tin nơi Chúa Giêsu. Bởi vì duy nhất nơi Ngài thì chúng ta mới đến được thiên đàng mà thôi. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Ngài đã ban ơn cho cụ đã sống ở trong Ngài và cuối cùng đã chết ở trong Ngài. Nhưng còn chúng ta là những người còn ở lại, là con cháu ở trong nhà, là họ hàng, là những người xưng mình là con cháu của con cái của Chúa. Chúng ta xem lại đức tin của chúng ta đang đặt ở đâu? Ở trên lời của Chúa, ở trên danh Chúa Giêsu hay là trên quan điểm nào? Để qua đó chúng ta có thể mỗi ngày xây dựng đức tin của chúng ta mỗi ngày càng vững mạnh hơn.
kiên cố hơn. À, đó là cái điều thứ nhất. Lý do mà một người chết ở trong Chúa được cứu bởi vì người đó đã có đức tin sống nơi Chúa Giêsu. Nếu mà nói bằng tiếng ở đây tôi không biết là có chính xác lắm không. Ai lau hình bô nân dạ bèo là đây đạo tiếp thế chắc ác cho phục kia làm khoai giang cho dù ai lau hình bô nân dạ bèo là đây đạo tiếp đây đạo tiếp nân bị ra ai lau hình dạ bị chấp đây đẹp lúc là nân sinh ạ nhiều đạo xích cờ khoai giang Jesus Christ mà mong ai lăn căn không anh đây tần toàn. Rồi lần đoàn, ở đây nói trong câu 13, tôi nghe tiếng đến từ trời rằng hãy viết lấy từ rầy phước thay cho những người chết là chết ở trong Chúa. Chết là chết ở trong Chúa. Muốn nói rằng là từ khi tiếp Chúa, rồi sau đó như thế nào? Tiếp tục sống, có Chúa. Và cuối cùng, xin ạ, từ trốt như tôi, ai giúp ắt dạ bẹt lại đạo này. Thứ hai là phải giữ trung tín cho đến chết. Thứ nhất là giữ đức tin sống. Thứ hai là giữ đức tin cho đến chết. À, trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10 thì nói sao? Hãy khá giữ trung tín cho đến khi nào? Cho đến chết thì mạo triều thiên sẽ dành cho các ngươi. Mạo triều thiên sự sống sẽ dành cho các ngươi. Đó, giữ trung tín cho đến chết nghĩa là như thế nào? Nghĩa là chúng ta không thể theo Chúa nửa chừng. Mkra tính ao, mkra tính lăn la này mkra. Có ai đi dưới mà? Có ai đi một chân trong xe ô tô rồi một chân đi bộ được không? Rất là nguy hiểm, hả? Rất là nguy hiểm. À, chúng ta phải trung tín. Trung tín chỉ khi bắt đầu đặt đức tin nơi Chúa và trung tín với Chúa cho đến khi cuối đời, cho đến khi hơi thở cuối cùng thì mới gọi là trung tín cho đến chết. Chắc chắn thế gian này ma quỷ nó luôn tìm cách khác nhau. Chẳng cần đây một đi tôi lời ông hòa giảng để cho chúng ta có thể theo Chúa nửa chừng nửa vời. Ra đôi ở trong kinh thánh có ai đã theo Chúa nửa chừng không? Mau mẹ hả? Xin ý rằng là rằng kẻ tiếp tục có không? Mau mẹ mau là hai con dâu của Naomi thì đọc đó hả? Hai con dâu, một là Router, hai là Otba. Khi mà chồng của họ qua đời rồi thì như thế nào? Naomi là em còn có lọ màu nặng cái cây không? Thì như thế nào? Router thì nói sao? Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết ở đâu con sẽ chết ở đó. Dù trung thành cho đến cuối cùng cưới được bộ ô, đúng không? Là phước hạnh. Nhưng mà ngược lại Otba lê nhục mư mị nhục lụ sân đàn sinh hả? Khi mà nghe được mẹ chồng của mình nói là mẹ không còn có con trai nữa rồi con trở về lại, thì kinh thánh chép rằng Otba sinh hả? Lê nhục sinh hả? Otba trở về với thần của mình, không phải là nói về dòng họ, là thần của mình. Một bên là tiếp tục theo Đức Chúa Trời, còn một bên là làm sao quay trở lại cái thần của mình. Hoặc bà rất nhu đó, dễ lắm. Khi bình thường mà mau quay trở này đi chắc á lên nên tới ra nên xin ạ xin nó mau quay gần rồi nè, quay gần mau quay quay lần mau quay này quay đi bắt đầu sao đức tin thôi lui dần dần không còn thiết tha nữa, nhóm họp cũng thừa dần rồi cuối cùng là lui ấy. Đó, thấy chưa? Bỏ và trở lại cái thần của mình, trở lại cái ý của mình, trở lại cái đời sống cũ. Và cuối cùng thì mất phước. Đó không phải là một người giữ lòng trung tín. Nếu chúng ta xem còn nhiều cái gương khác trong Kinh Thánh nữa,
vua Sao Lơ cũng là một vua rất là giỏi, đó là không phải bình thường đâu, và cũng đẹp trai nữa, cao ráo hơn cả người khác. Lenin xin ạ. À, trong khi bước theo Chúa cuối cùng thì Nhu một lần, hai lần Chúa phán như thế này, Nhu lại làm như thế khác, cứ theo ý mình dần dần, và cuối cùng thì như thế nào? Cuối cùng thì Nhu đã làm theo ý mình hơn là theo ý của Chúa, và làm sao? Thích Chúa theo ý mình hơn. Nếu Chúa theo ý mình thì ông đồng ý, ngược lại nếu mà theo ý Chúa thì ông không có còn theo nữa. Ngày hôm nay dễ lắm. Lúc đầu thì chúng ta theo Chúa rất là tuyệt vời, nhưng mà rồi dần dần có những công việc, có những sở thích, có những thói quen ở trong đời sống của chúng ta. Rồi thay vì theo tìm kiếm ý muốn của Chúa thì một tốt kiếm lại đẹp lụ trên một tuôn bà lại hồng nhu lên hình sinh ạ. Cái đức tin chúng ta mòn dần, nó không còn chặt chẽ nữa, đúng không? Mòn dần, và cuối cùng á, nói Chúa ơi, con không thể được, nếu Chúa giúp con như thế này thì được, chứ còn theo như thế là khó lắm, tội nghiệp con lắm. Và cuối cùng thì chúng ta ép Chúa theo ý mình còn hơn là chúng ta theo ý Chúa. Xin lần này, rồi dần, xin trẻ bố là một chắc, ai cầu. À, theo cái gì mình thích, không thích thì thôi bỏ Chúa luôn, bỏ hội thánh, và cuối cùng thì thay vì được phước cuối cùng mất phước. Sao lơ như thế nào? Trong Samuel có bài tỏ cho chúng ta trong đoạn 16 câu 15 nó nói sao, câu 22 nó như thế nào? Sự vâng lời tốt hơn là cái gì? Của lễ. Chúa muốn chúng ta vâng lời, Chúa muốn chúng ta bước theo Chúa mỗi ngày, đừng ca dắt Chúa theo ý của mình. À, trời mà tôi lấy idea là trời điều khiển idea tôi lấy trời, mà tôi ô, mong ác ô, là mình chắc ô. Có cái idea ru chứ chẳng trời, chúng ta xem lại trong những ngày qua chúng ta đã theo Chúa trung tín chưa, đã hết lòng chưa, chúng ta đã bày tỏ đức tin đó như thế nào, nửa vời hay là trung tín cho đến cuối cùng. Cái điều Chúa muốn cho một đầy tớ là như thế nào? Khi Chúa cho một ta lân, hai ta lân, năm ta lân, đã để làm cái gì? Để làm lời hay là để chôn? À, Chúa muốn chúng ta đồng lời đắp ô bề đà chứ ngạ, đi và làm lời cho Chúa. Hả? Một ta lân, hai ta lân, Chúa biết tất cả mọi người. Dù thao chứ cái chứ chẳng rẻ, đâm rẻ tươi, đâm rẻ thao. Dù chẳng mong đó trời mau lên đó trời bị la đấy. Nhưng muốn cho chúng ta làm lời giống như đầy tớ có hai ta lân và năm ta lân. Này Chúa, Ngài đã cho con hai ta lân, bây giờ con đã làm sao đi và kiếm thêm hai ta lân nữa. À, trong ngày cuối cùng Chúa sẽ hỏi chúng ta về cái sự trung tín của chúng ta như thế nào. Ngài sẽ hỏi giống như bài hát mà chúng ta hãy nghe. Này bạn yêu ơi, cuộc sống đến từ đâu rồi về đâu, rồi một ngày kia xin ạ, Ngài sẽ đến, Ngài sẽ hỏi bạn sống ra sao. Một ngày kia Ngài đến, Ngài sẽ hỏi bạn sẽ sống như thế nào. Về thì giờ và cuộc đời Cha giao phó, tức là cái năng lực, cái khả năng, cái ơn tứ chứ chắc đó ở đây break ở đây nè, chúng ta đã dùng như thế nào, là dùng cho vinh hiển danh của Chúa hay là chưa, dùng tất cả những điều đó chỉ làm vinh hiển cho mình thôi. Mà tìm ác ô cái ai gì à, thế đạo sẽ chỉ chẳng gặp ra em ai này. Nhưng ạ, đã để lại cho con cháu cái gương, cái điều tốt đẹp nhất. À, và đó là điều mà Chúa cũng muốn cho mỗi một chúng ta, mỗi khi chúng ta đến đây cũng là mỗi cái thì giờ mà chúng ta cần suy gẫm lại. Trời lọ cái xiêm vết, cứ lại tiếp đây là ông đã qua rồi nhưng mà còn chúng ta, trời tục tiếp này.
Chúng ta là những người còn sống, những người còn đi bước theo Chúa. Chúng ta đang sử dụng cuộc đời của chúng ta như thế nào? Chúng ta có trung tín với Chúa không? À, đó là cái điều thứ hai. Điều cuối cùng. Điều cuối cùng. Thì vậy nếu một người đã giữ đức tin sống nơi Chúa, một người trung tín đến chết, thì người đó có phần thưởng gì không? Một lời tôi thức mà. Tôi phụng sư nâng, phụng giáo béo. Lẹ cây đào, lẹ giáo béo là cây xin xua rồi không khoa giảng. Mau cây tôi thức, mau cây mươn mà. Mong khoa giảng, mau là. Không phải bình thường đâu. Ở trong câu 13, phải vì những người ấy sẽ nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Một đoạn lại mà. Sẽ được nghỉ ngơi. Hãy lau hình. Phong đi nhu. Sẽ răng. Được máu lấy. Đây. Sẽ được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi khỏi việc khó nhọc. Nếu còn sống ở trên thế gian này chắc chắn vẫn còn khó nhọc. Dù có anh là triệu phú, tỷ phú đi nữa. Ất được máu mà ý. Người giàu cũng khóc mà. Người nghèo thì không nói rồi. Tất cả cho nên khi mà quan điểm của Phật nó cũng đúng. Đời là bể khổ là đúng chứ không phải là sai đâu. À, thì chúng ta sinh ra rồi sinh sống ở trên đời này vẫn gặp nhiều cái điều mà chúng ta ước không được, chúng ta muốn không có. Và những điều đó đem lại cái sự sâu khổ cho con người. Vậy khi còn sống ở trên đất này chắc chắn cái sự nghỉ ngơi đó, cái sự khó nhọc đó. Cà lẽ ô. Quý ông bà, anh chị em có đồng ý điều đó không? Đất mẹ. Hay là hết rồi có ai mà nói là con mâu xàm tạo chưa, không có một cái gì lo lắng, không có một cái gì gọi là sợ sệt, hay là không có một cái điều gì còn ấy nấy nữa. Tôi nghĩ là khó. Hỏi ông nào, ngay cả ông tỷ phú ở trên thế giới này nữa cũng không thể trả lời được cái câu đó. Vẫn còn. Thế nên là, nhưng mà Chúa nói khi một người ở chết ở trong Chúa thì người đó sẽ được nghỉ ngơi. Ở trong Thái Huyền đoạn 21 thì nói sao? Nơi đó có còn như thế nào? Có còn đau khổ không? Có còn tội lỗi không? Không còn. Có còn buồn đau nữa không? Mau mau rồi tớp bóng, mau mau cây nguồn không? Vậy ta, lắm năn, mau ai dễ thông biết là năn mau cây chắc chinh. Ở đó sẽ là nơi thật sự được nghỉ ngơi. Chỉ có ở trên thiên đàng thì mới có được sự nghỉ ngơi. Thiên đàng, nơi Chúa sẽ ở cùng, nơi Chúa sẽ lau rao nước mắt, nơi Chúa sẽ ban cho chúng ta cái niềm vui từ chính nơi Chúa. Thì chính nơi đó mới không còn đau buồn hay là bệnh tật nữa. Cái thứ nói như thế nào? Sẽ được phần thưởng. Phần thưởng này như thế nào? Thì phước hạnh đó là thứ nhất là được nghỉ ngơi. Rồi việc làm mình theo sau. Rồi thì nhu, tôi lê thì nhu. Tất cả những công việc mà họ đang làm ở trên đất này, tất cả những gì từ lời dạy dỗ, từ lời dặn dò, từ tất cả những chắc chắn những điều đó sẽ để lại. Cái nuôi lên trái bông. Từ tiểu sử của ông là một người có tài chứ không phải bình thường. Có tài đan lát, có tài làm cái này cái kia, nhiều thứ trong đời sống của ông. Chắc chắn ông đã dùng cái tài mà ông có đó, ông để phục vụ Chúa, phục vụ anh em, phục vụ xã hội. Con cháu của ông cũng như vậy. Đó là những điều mà ông đã làm cho trong khi ông còn sống. Vậy thì những điều mà ông đã làm đó, ông có đem cùng ông không? Một người tin Chúa thì brought the news rằng xin ạ. Tuy lôi thì nhu là một ly nước lành thôi. Xả chọc em ngạch tôi thế. Có mất không? Nếu chúng ta làm vì Chúa một mô lút không? Một ly nước lành thôi. Nếu chúng ta làm vì Chúa, giúp đỡ về công việc Chúa, vì yêu thương, chắc chắn những điều đó sẽ không mất. Thì huống chi những sự hy sinh, những sự đóng góp của ông cụ, của mỗi một chúng ta ở trên đất này chắc chắn sẽ không mất. Những giấy khen, những bằng khen, biết bao nhiêu cố gắng khi chúng ta còn sống trên đời này, xin ạ,
10 năm giấy khen nó còn ở trên tường không? 20 năm vất vả. Nhưng mà để có được một giấy khen nó biết bao nhiêu là mồ hôi sôi nước mắt, biết bao nhiêu là công sức chúng ta dành để mà để được một cộng đồng, để được một tổ chức, để được nhận được cái sự khen thẳng cái đó. Rất là nhiều cái sự hy sinh. Nhưng mà rồi bằng khen đó, nhiều cái nơi người ta vẫn thấy sau khi rời cái nhà cũ đi thì bằng khen nó không còn ở trên tường nữa, mà nào bằng khen nó ở đâu đó. Dạ, bằng khen của con tôi, mặc dù tôi rất là hân diện khi con tôi tiến tiến hoặc học giỏi, nhưng mà rồi sau vài năm là sinh ạ, không còn thấy cái bằng khen đó nữa. Chúng ta không có thể đem những gì chúng ta làm ở trên đời này, mặc dù biết bao nhiêu cố gắng, cái khen đó chỉ là cái khen trên trần gian thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái gì cho Chúa thì cái ý nghĩa, cái giá trị của việc chúng ta làm đó như thế nào? Việc làm mình theo sau, mình đi đâu? Hả? Này ta đến mau chóng ta sẽ đến. Xin ạ. À, trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12. Này ta sẽ đến mau chóng, ta sẽ đem phần thưởng cho từng người tùy theo. Tùy si phra đi dù ngàn hơn. Hỡi anh em, tôi lấy, hỡi anh em hãy vững vàng, chớ rung động. Xin ạ, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, vì công khó của anh em trong Chúa. Mà ai mang không? Không phải là vô ích đâu. Chắc chắn sẽ được phân thưởng. Nên rầy bìm nìm chắc có ai đi. À, buổi sáng hôm nay chúng ta được đọc hai câu kinh thánh ngăn ngũi này. Ở Miệt Oa, ở dòng bài tay. Ở Chi Trăng, Phùng Nạc Châu ai đi. Tất cả chúng ta ai cũng không thể thoát được. Chúng ta ai ai cũng phải đối diện. Hả? Sẽ xí, play ai thì chuẩn đây. Loài người ai cũng trải qua sự chết. Nhưng chúng ta sẽ chết ở đâu? Chết ở ngoài Chúa chắc chắn sẽ bất hạnh lắm. Chết ở trong Chúa thì mới nhận phước hạnh. Mà muốn chết ở trong Chúa thì chúng ta phải sống ở trong Chúa trước đã. Sống ở trong Chúa ở đây chúng ta phải giữ đức tin sống nơi Chúa Giêsu. Chúng ta phải giữ trung tín cho đến chết thì chúng ta mới nhận được cái phần thưởng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì thế xin Chúa nhắc nhở, xin Chúa giúp đỡ chúng ta, mỗi một chúng ta xem lại đời sống của chúng ta. Những ngày qua chúng ta đã đặt đức tin chúng ta ở đâu? Chúng ta trung tín chưa? Và xin Chúa cho chúng ta xem lại để mỗi người chúng ta không biết ngày mai. Hôm nay chúng ta còn nói được, nhưng mà ngày mai, 5 phút sau chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta không biết chúng ta sẽ ra làm sao. Hãy chuẩn bị để chúng ta mỗi ngày có mối tương giao với Chúa, sống với Chúa thì chết trong Chúa thì mới nhận được tất cả những phước hạnh mà tôi vừa mới trình bày. Cho nên một lần nữa, xin Chúa dùng lời của Chúa sáng nay yên ủi, khích lệ, nâng đỡ, trước hết là tăng quyến và sau đó là mỗi một chúng ta. Cặp chỗ trẻ mau bộng ta của anh em sẵn lọc cái xìm răng trời tiếp đây tùm là này cao rùi cao chi trẻ tiếp tận đập ai đi chẳng măng nâng ai đi lọc ru đây trẻ tháo ôm kì xì sẵn chinh. Chúng ta chỉ có ngày hôm nay thôi. Nếu muốn ngày mai được chết ở trong Chúa, được nhận phước hạnh, thì ngày hôm nay chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải sống ở trong Chúa, ở gần với Chúa. Xin lời Chúa khích lệ và nâng đỡ tang quyến cũng như quý ông bà anh chị em. Ở trong thời giờ này thì chúng ta sẽ mời tang quyến chúng ta đồng đứng lên và tôi sẽ có thời giờ để cầu nguyện cho tang quyến. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Cầu cái chi chân này thôi. Kính lạy Chúa là Cha yêu quý của chúng con. Chúng con lớn tiếng tạ ơn Chúa. Vì theo ý định tốt lành của Ngài,
Ngài đã đem cụ ông về với Chúa trong sự bình an. Cha ơi, trước sự ra đi của ông ở trong thân thể này, chúng con chắc chắn không thể thiếu những sự nhớ nhung, sự đau buồn khi chia tay người thân của mình. Nhưng cảm tạ ơn Chúa ở trong đức tin, bởi vì chính cụ ông đã tin nhận Ngài, nhận Ngài là Chúa, là chủ của đời sống ông. Cho nên chúng con tin chắc rằng ở trong thời giờ này ông đã ở với Chúa. Mặc dầu thân thể của ông thì nữa chúng con sẽ di linh cứu ông đến nghĩa trang để tạm gửi phần xác trở lại đất, bởi vì Ngài dựng nên chúng con từ bụi đất trở lại bụi đất, còn linh hồn trở về với Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho ông suốt 104 năm ở trên đất này. Chắc chắn trải qua nhiều thăng trầm khác nhau, có những lúc vui cũng không thiếu những lúc buồn, nhưng chúng con tin chắc chính Ngài đã chăm sóc, chính Ngài đã ban ơn, chính Ngài đã dìu dắt cuộc đời của ông. Và qua ông, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho hơn 100 người là con cháu của ông. Đó chính là gia sản mà ông để lại. Lớn hơn thế nữa, Ngài đã cho ông có đức tin mạnh mẽ nơi Ngài và giữ đức tin đó cho đến cuối cùng. Chính điều đó khích lệ cho mỗi một chúng con. Cha ơi, qua lời của Ngài sáng hôm nay, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Mặc dầu loài người chúng con ai cũng trải qua sự chết, nhưng những người thuộc về Chúa thì những người đó được chính Ngài sẽ biến đổi, người đó sẽ chết là trở về với Ngài, ở với Ngài. Và chúng con tin chắc cụ ông ở đây trong thời giờ này đã ở với Ngài ở trên thiên đàng vinh hiển. Cha ơi, còn lại người con, người cháu, dòng họ, xin Chúa tiếp tục ở cùng với họ. Ngài an ủi, Ngài khích lệ, Ngài ban sức mới cho từng người, đặc biệt là Ngài cho tất cả những người con, người cháu của ông giữ vững đức tin nơi Chúa Giêsu và trung tín cho đến khi gặp Ngài, để hầu cho trong ngày cuối cùng chúng con sẽ gặp lại ông nơi thiên đàng vinh hiển. Nơi đó chúng con sẽ ở với ông đời đời, nơi mà Ngài đã chuẩn bị cho những người thuộc về Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cũng nhắc nhở mỗi một chúng con trong thời gian thì giờ chúng con còn sống ở trên đất này. Xin Chúa Ngài cho chúng con biết chuẩn bị, xem xét đời sống của chúng con, để chúng con không theo Ngài nửa chừng, nhưng luôn trung tín cho đến cuối cùng, để khi chúng con đến với Ngài, chúng con không còn lo lắng, chúng con sợ hãi, nhưng chúng con sẽ thưa với Ngài như một đầy tớ trung tín những việc mà Ngài đã giao cho chúng con, những ơn mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con sử dụng những điều đó để làm vinh hiển cho danh của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục ở cùng ban ơn cho gia đình của cụ ông ở đây. Và sau thời giờ này, cha ơi, chúng con cũng sẽ chuẩn bị sẽ di linh cứu ông đến phần mộ. Xin Chúa Ngài đồng hành với chúng con, hầu cho từng tiết mục, từng chương trình mà chúng con làm để đem lại vinh hiển cho danh của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Một lần nữa, xin Chúa Ngài yên ủi, Ngài nâng đỡ, Ngài ban ơn cho từng người một ở trong gia đình của ông ở đây, như hội thánh của Ngài tại đây. Ngài ban cho mỗi một chúng con mỗi ngày vinh hướng về Chúa, để sống một đời sống đẹp lòng Chúa và vinh hiển danh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Giao những lời chúng con cầu xin trong cánh tay quyền năng của Chúa. Tạ ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và xin tăng quyến ban thêm ơn mới cho quý vị. Một lần nữa, giờ này xin giao lại cho người hướng dẫn. Xin cảm ơn.
chan sai đi ra internet có sang trong đi cái idea trong bro to tu participate. Lawin ko bin mi na chak idea la chak kating bol idea mo kwe di lu tem di ai ke ko sang bila ke ko pum to ko bitang ba sang idea la bila ke pum ban chak se kham sang idea la prak ko pul dan bat ke jang pum tu da chang mo fan u ke ko sang mo kwe di jok diet sen chak idea ko ko sang mà mẹ phải đi anh em thầy mô thì các cơ quan ban ngành thì bỏ tâm tư bỏ lắng hoa anh em vui lắm cùng anh em mà mẫu cùng cầu cờ dành gia đình đang quý có lời cảm ơn một lời đầu tiên tôi xin thay mặt cho gia đình tạ ơn mọi sự trường ban ban đại diện có lời Chúa và ân ủi gia đình, đó là niềm vinh hạnh. Gia đình xin ghi nhận. Tạ ơn Chúa, Hội Thánh Tin Lành Buôn Ban có làng hoa kinh bí gia đình. Gia đình cũng xin ghi nhận và cảm ơn. Và tạ ơn Chúa, Đảng ủi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
có làng hoa kinh biến gia đình, và gia đình cũng xin ghi nhận và cảm ơn. Và tạ ơn Chúa, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng của khẩu Đắc Ré, bộ đội biên phòng Đắk Lắk có làng hoa kinh biến gia đình, và gia đình xin ghi nhận và cũng cảm ơn. Gia đình xin cảm ơn gia đình ba mẹ cháu Tuấn có làng hoa kinh biến gia đình, và gia đình cũng xin ghi nhận và cảm ơn. Cuối cùng, tôi xin thay mặt cho gia đình, chúng tôi là người cháu và người con trong gia đình, tạ ơn quý anh chị em không ngại đường xa xa xôi để chia buồn cùng với gia đình, đó là niềm vinh hạnh và hạnh phúc nhất gia đình của chúng tôi. Cuối lời, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời Chúa. Xin chúc tất cả quý anh chị em cũng như con cái của Chúa đã có mặt trong buổi sáng hôm nay, xin Chúa ở cùng toàn thể quý vị từ đây cho đến suốt cuộc đời. Xin chân thành cảm ơn. Xin lo hình trẻ một bí rưỡi, xin lo hình trẻ ba tàu, xin cọ sang, bậc liệt dạng Nga, dạng Rút, lần cùng sang ai đi, dạng Rú, dạng Vàm Nâng, đi trong cùng dạng Mai Đen, cùng mọi ai, phúc to, xin trẻ ta tìm sát đi. Lê Tân Ân trẻ là bích, đi sang, hoặc là thủng hoạn đi sang ngay. Con như là bên để luyện tập này cũng có chi trang để gửi tân để và là chi trang để muốn hallelujah để chúng có idea và là ít mươi và còn tổ ai quay xin thề tạm biệt ừ mà mẹ đốt làm thề hồi để nên đi việc cố kỳ giác để có làm tạo ý vụ trúc để có ý chân sẵn chí cần làm sức hành thề để ta mẹ nửa mừng hạng gặp được gặp tuệ tạp lệ tạp lệ sắc mẹ sẽ chỉ nhận tạp lệ tạm lưu kỳ sắc mẹ đâm tắt ba mẹ làm kèm tử ố để ra tìm tạp mẹ cơ thể sắc chát bởi vì ta cũng làm tao kèm giam kể thức ai của thật tư Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi, ban tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, ân điển sâu rộng vô biên của Đức Chúa Con, cùng sự thông công quyền năng của Đức Thánh Linh, xin Ngài ở cùng với hội thánh của Ngài, và đặc biệt Ngài ở với gia đình tăng quyến, Ngài thêm ơn, thêm sức mới, để họ cứ tiếp tục trung tín phục vụ Ngài, và hầu việc Ngài từ đây cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mau nhỏ sang câu hoa giang nhà câu sang nga câu hoa đi bắt tôi lại ga bê bi ti lòng hên cười hoa nắng có mau lo khắp cơ lan lan lê ô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chắc lắm buồn ai thiệt màu an ăn câu chi mờ màu an ăn câu chi mờ lầm chuông hạ thiệp long lạn chuông hạ chắc lắm buồn ai thiệt màu an ăn câu chi mờ Bray đã bè cơ giáng Jesus Christ
kia đã nhu giờ chỉ làm play ship ni nhu giờ thôi bình khai y mừng quá vui ở chi chan nạc nuôi break xiêm mịn bè break đạo bè cơ giáng Giêsu Christ nông hồng nhu giờ y tươi nào buồn già là nắng ngày y sáng đốt đầy nà nà là nắng ngày y sáng đốt đầy nà nà Thank you.
ไอเดียสร้าง
ผู้บาดอยู่เป็นของที่จําได้ถึงโดมอดีตวันนะอดีตวันนะอดีตกราละจําได้ที่จําได้สําหรับตัวนั้นลองมานั้นที่สักได้ที่คิดรู้ก็ที่จําได้ฉะนั้นมองไง nên mong nay tôi sẽ idea của màu chiếc làm gà là tôi sẽ dọ về là mình sẽ về xe lại một chặng đúng mã là ngăn em này bên cạnh luôn là nên xem lại idea chi mâm rồi lăn nên đây là ít cho rồi lăn là nên tôi cuốn để rồi một bé nó đếp lòng vui và giang rê đỏ rê không nên ai đi ba ai đi nát ai đi dầm mặt chắc nên mong nay cầu từ tội sang sẽ mời sang ai đi sẽ ai biết cao lòng tài vào này khoa giang ai đi lầm nâng Jesus Christ ý chính khoa giang bố riêng chinh ở đi lần la ea xin là nên cô đơn chiến nặng bài viên này là chắc cái mà vật đá đá nặng người mê một cơn sắp tốt ý ngã sắp không ý bài đá ý ảnh khắp mê là nên cái khắp ý nên đi đá dọc con ông theo là đoàn là làm nên mà ơi bài viên này là chắc cái ý màu em ai nè Eru lah nyu gan lai tip tu ke satu la pak thun te nan nam e chai nyu tok tip te nan nan ai pat mau kai ngut ya at mau kai ak e prai la nan bo yu he nan e prai lai nyu tok e prai lai nyu tok kra ai ma tu e chi khoa ya ko tu kai sinan mà ơi như nay lâu là những tổ bèo sạc lại dung cái chế trang phùng ngạc chung nô mà ơi lấy nâng chỉ phải tao và nâng tìm nâng mà ơi lòng đẹp này chế trang phùng ngạc nô cho nô tục tích bằng này thì nô mà lọc ô ô đà mong mốt ô sập nô sập em ai này lọc lũ nâng bộ ta nô sẽ mất lấy nên chỉ xa cầu được như xa cầu một prong cầu cọ xa đa long cái đáo mà nó muốn lên cây chẳng mang quá thì do em lúc đây cây chỉ chẳng mà ý chim cây tết là nên cái mẹ là tết lấy vô đau cái em vật những kia đưa như xa cầu cọ tết lấy nên chỉ xa cầu thì chỉ prong cây chỉ chẳng mà thì do mẹ tạo sức em bray lại cây tết long la thì nhà mà em bray lại mong nay nhiều động viên học em thì nó cũng còn này rồi thung chuẩn rồi này chẳng có thế nên lòng ngà thế đã thì trang bày tập tiếp là nạc cho ta học tươi nhung sẽ sáng ai đi em thì buồn bà này sẽ mà khi trang bày sẵn lọ prop đầy tiếp mày thì trang bày tập tiếp nó mà mày sẵn lọ cái xìm răng mày tiếp mày ở đâu hết mày sang xiêm tại tao mày tốt cả phải đẹp tất phải đạo gì mày xin cái nào xin xua hôn hoa cho em thầu đặt mày tùy loại em sẽ xin cả lần la cả có thể tài năng ôm áp ấp của em nên cầu cái hero chứ chẳng mày sang prap về tiếp mày ai chạy mày tổng thực mày chẳng xa rồi đây mày sang đuôi nơi mày thập tiên sẽ tiền này là nên mày sang đọc tên anh lòng là lòng là mà ơi mong nè chị chàng mày cảm thấy sợ ai và ít xem lại cái em này từ động sát này mà thì do em chiến nơi mày mong của lần là nên lọc ít có bình lần là nên mày thuộc chàng quân thì rồi lo đi rồi nên xem lại em này thì sống đi nên nên lọ ô xem lại bao nên nên lọ ba cơ
tin ông cái chi chăng nơi người bạn này này chẳng đó cái năn lòn là làm cây chắc ác cây đập nang mà nà xin mà ơi mẹ bên đây là chắc em mà mẹ cô đừng mong em sửa mạng đây em này cái em ra đây chi chăng ra mà nào mong mong cùng tụ làm vui cái mà tao được mong làm lạc nên chỉ chẳng phải là một đập tàn chặt chẽ sẽ mơ thì nhưng luôn em sẽ mày mày bố làm tay khắp chỉ chẳng dòng mày đây trẻ bơi mà ơi sợ hãi đất rê này chẳng tha và ngựa nên không lấy mình cũng ra đây làm lạc này chẳng kể lọ tốt tay chặt chân thì này mình ảnh nơi của chỉ chẳng nên lê mày ra đã thêm sát này chẳng hỏi hết thời gian là mình tha hết thế luôn chẳng thể cả thế làm cô mong phải đặt tay chẳng chỉ được tìm được chẳng thể hạn được nào đó sắp lưng chào chê chăng ra này cơ nghiệp và là năm chào sát này chẳng thể cả thế chẳng có mong phải đặt tay chẳng chỉ mong ế là năm mong ế tổng bệnh tân mong rồi này à thầm thu rồi vẹn là tiếp tổng ế năm mà sự tự chào chỉ chẳng chạy vào lại nên là cái gì ngày đêm nay là chắc cái yêu vào lại đầm nên Jesus Christ Amen và một số việc đi vào chắc cái gì để mà một chào cho tôi được lo hình đề để luôn lo đề thì có thể sang qua và mình chào được nhé lo hình có việc đi là chắc ai đi là chắc ai khỏi bọn tôi đến khỏi bọn tôi sân tìm ra một ngày thơ nhập quán anh sân bình đi lại chắc ai đi bị ma nhập mai thay đã sang ai đi bình dưỡng hóa sân ai đi chung sân à biết mừng gọi sáng mai sân bóng mai mà nọt mòm năng lộ vật là chắc ốc mươi ai đi và tổ giang vật biết hình thức chàng phương ray sân mất tìm một ngày có lọ tao và gặp chui ra sân đề đi chung tìm sát sân lọc để lộ vật hóa từ sáng đi gọi sáng tầm trả lại anh chàng cái tài hoa nhưng anh đề biết gần xa là tập đan sân lại chẳng ai đi anh chị đã phòng bị thương sân chú trang đề chú trang đề hai đi ô chú trang đề là chú trang đề phòng bị thương nước mà về tập làm đề về để đánh ý đi phố kỳ chắc để vừa làm tao ý đi chút để lấy chắc sân chí cần làm sư sân đề để cảm thấy nên lộ hoa kỳ chắc của các người Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, amen. Hallelujah, thank you, Jesus. My cup is empty. Amen. Our next idea, Claudia. Bạn khai khắp lòng lạc bằng ai đề mà Khai pháp Để bè khai bằng ai đề nạc Đã nâng khai bình phuốc Khai bình chụp rong bằng ai đề dòng ngặt chắc Đồng vết hông sang ai đề Đã nâng bộ đếc nạc Đồng vết hông bỏ sang Anh khai hồn hình này Bạn đưa nhu khai ta Khai hồn hà khai sân xuống mặt tổng Đấng măng rùi này Tờ trung rùi khóa giang lò rì Amen như dĩa tiết dâu bi can
bay trái.